Hi, xin chào các bạn. Hôm nay kiểu Tết Tóc, một kiểu tóc mới của chúng ta là kiểu Tết Tóc Hà Lan bới xéo. Đây là yêu cầu của một bạn theo dõi video của mình. Bạn gửi hình trên Facebook cũng một thời gian rồi. Hôm nay mình mới có cơ hội thực hiện kiểu tóc này cho bạn. Và trong kiểu Tết Tóc này, mình bắt đầu từ phía trên đỉnh đầu phía bên tay trái hơi xéo xéo một xíu. Và kiểu tết tóc Hà Lan cũng hơi giống kiểu tết tóc Pháp, nhưng mà thay vì mình cũng lấy một phần tóc đó chia ra làm ba phần. Và thay vì kiểu tết tóc Pháp hoặc là kiểu tết tóc thường thì các bạn sẽ vắt cái phần tóc phía ngoài cùng lên trên cái phần tóc chính giữa, nhưng mà kiểu tết tóc Hà Lan bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần tóc ngoài đó luồn vào phía dưới cái phần tóc chính giữa, và làm tương tự phía bên tay trái chúng ta cũng luồn xuống phía dưới phần tóc chính giữa. Và bây giờ chúng ta cũng lấy thêm tóc bỏ vào cái phần tóc ngoài cùng phía bên tay phải. Và cũng bây giờ chúng ta luồn xuống dưới phần tóc chính giữa, làm y chang tương tự phía ra phần phía bên tay trái. Chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy và giữ cho cái tết tóc của mình đi hơi xíu xíu xuống thì nó giống như trong hình đó. Và nó rất là đơn giản, nó cũng y chang kiểu tết tóc Pháp mà thôi, nhưng mà kiểu tóc tết tóc Hà Lan khi mà các bạn thực hiện xong thì cái bím tóc đó của mình nó sẽ nổi lên, nhìn nó nổi lên trên cái tóc của mình hơn là kiểu tết tóc Pháp. Rất là đơn giản các bạn thấy không, nhưng mà chỉ cần luồn trên là và luồn dưới là chúng ta đã có một kiểu tết tóc khác hẳn với nhau rồi. Các bạn tiếp tục thực hiện kiểu tết tóc Hà Lan bình thường này xuống dưới khi mà không có còn tóc để bỏ vào trong cái tết tóc đó nữa, thì chúng ta chỉ thực hiện kiểu tết tóc ba bình thường cho đến cuối cùng. Nếu mà tóc của các bạn khô hoặc là mình tóc tần á, tóc nó hơi chỉ ra, thì các bạn có thể dùng keo xịt tóc nè hoặc là cái wax trên tóc để cho nó dính lại. Còn mình á, thường thì mình thích chỉ mình thấm một ít nước lên thì tóc nó hơi ướt á, nó sẽ dính lại với nhau là thì chúng ta có thể tết được. Sau khi tết xong xuống dưới rồi, mình dùng cái dây buộc tóc để buộc lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái bới tóc đó. Là mình sẽ đem cái phần tết tóc mình mới tết xong cuộn lại thành cái bới tóc hơi xéo phía bên tay phải của mình. Mình cuộn lại cho nó hơi chặt chặt một tí, và sẽ dùng những cây kẹp xước nhỏ để cố định cái bới tóc mà mình mới thực hiện xong. Thường thì mình dùng khoảng 3 đến 4 cây kẹp xước theo kiểu đông tây nam bắc, là trên phía trên, phía dưới, tay trái và tay phải. 4 cây kẹp thôi là nó để giữ cái bới tóc của mình rất là chặt trong tất cả các kiểu tóc. Hầu như mọi kiểu tóc mà mình bới tóc mình dùng 4 cây kẹp và nó để giữ chặt lại rồi, là không có lo lắng là nó sẽ bị rớt xuống nữa. Như vậy là cái kiểu tóc của chúng ta đã xong. Trong cái hình mà bạn gửi cho mình là kiểu tóc nhìn ra như thế này. Nhưng mà như các bạn thường coi video thì các bạn thấy lúc nào mình cũng hay kẹp hoặc cài lên hơi sáng sáng trên tóc quá, nhìn cho nó đẹp. Nên mình sẽ dùng cái ghim, kẹp ghim có hình bông hoa để ghim lên tóc của mình nhìn cho nó sáng hơn. Trong cái video này mình dùng 3 cây ghim phía bên cái bới tóc của mình. Và kiểu tóc của chúng ta đã thực hiện xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video của mình. Đừng có quên subscribe và thích cái video. Nếu có yêu cầu gì thì cứ gửi tin nhắn cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!